đứa kia chơi gì mà ngoài đấy ta, im lặng quá nhỉ. Mời bác ơi ăn nào. Vào ăn nhé. Đây là cục mắt này. Con đâu ăn à? Đừng muốn chơi à? Hãy lấy nữa xuống đây ăn nha. Mà cho bò ăn trước nha. Con chơi đi nha. Cho bò đi. Bò ăn đi. Bò ăn đi nha. Đi là bác ăn sao nha, ăn trước đi. Để bố là kì bố làm cái này nha. Bác chơi nha. Con chơi nha. Chơi nha. Bác mời đây, con gà. Bác ăn chưa? Để quên ạ. Rồi, bác ăn chưa? Bác ăn hồng chưa? Chào thế. Con chào thế. Bác ăn được à? Để quên ạ. Bác ăn được à? Cho mặt bún đi. Bố ơi! Bố! Thế là bố lại ăn đồ ăn của bác này. Hả? Sao bố đặt đồ ăn mắt này? Đồ ăn của bố đây mà. Sao bố ăn đồ ăn mắt? Sao bố ăn đồ ăn mắt này? Ôi, ăn gần hết rồi. Mắt giận rồi này. Mắt đi đâu ấy? Đấy, bây giờ là con ăn đồ ăn của bác giờ mắc giận quá chạy ở kia rồi kìa. Lần sau là không ăn của em được nhá. Bố cho là một đứa một phần là tự ăn hết thì thôi nhá. Bác ơi, đây à? Ôi, mắc giận bò à? Bò lại xin lỗi mắt đi. Bò là ăn nhé. Mắt mắt đừng to nhé. Cái bàn này là cái mới nhé. Tôi đừng giận nhé. Nha. Thôi. Bò này không ăn đồ ăn của mắt nha. Bò xin lỗi nhé. Bò xin lỗi. Xin lỗi em mắt nhé. Rồi. Em mắt đừng giận nữa nhé. Được thôi. Để ra đặt kia đi, bác làm cho đồ ăn mới nha. Con đi ở kia đi. Con đi mắt đi. Đi nha. Thank you.
bác này, của bác này, của bác này. Rồi ăn đi, không giận đấy nhá. Còn bò là bò ăn rồi nhá. Mắt không giận bò đấy nha. Ăn được có đồ ăn là không giận em, không giận anh đấy nha. Mắt đừng buồn bố ôm nè. Bố em nhé. Mắt
hai em đừng buồn nữa nha, bác đừng buồn nha. Giờ bố về rồi, nhờ bố ôm em ngủ, em lại sợ nhé, bố ôm đi nữa nhé. Nha, giờ bố uống thuốc cái rồi, thôi có thể để ngủ nhé. Con ngồi xuống đây, cái này thuốc đấy không phải đồ ăn đâu, cái này thuốc không ăn được. Cái này không ăn được đâu, cái này là thuốc của bà đấy. Rồi bà uống thuốc xong nha. Rồi để bao đi, bao mắc ngủ nha. Mắc đây mắc ngủ đây. Nếu bố có thể hết là bố phải bảo bố mẹ. Bố đây, bố đây. Đấy nha, bố đấy nha. Bố có nhớ bố à? Thank you.
cắn hết lên giấy vệ sinh thế này hả? Sao mình nghịch thế này bò? Sao con lại nghịch thế này? Trời ơi hả? Sao bò lại nghịch như thế này? Ôi trời ơi, giấy vệ sinh mình cắn hết thế này hả? Bịt mắt chạy đồ rồi, mắt thì hay là bông gì đấy. Mày à dạ, tôi chạy ở chỗ tối tôi đây làm gì đây? Đây ba xem nào, nghe đây ba xem nào. Bắt tôi tại sao là tối trong đây hả? Hay là mắc nghịch cái này đây, mắc nghịch cái này à? Đúng không? Mắc nghịch hay là bỏ nghịch? Để nói ba xem nào, đi đây. Để nói chuyện với hai đứa thôi. Hả? Mắc đứng đi đây ba xem nào. Đứng đi đây ba xem. Đứng đi này. Cái này là mắc phá hay là bò phá đây? Nó nói ra thì là ba không chửi đâu, ba không trách đâu. Nhưng mà phải nói thật. Mắc nói thêm ba xem nào. Bò. Bò có phá này không? Hả chà. Hóa ra là mắc người gà, thấy không? Mắc người gà. Rồi bây giờ mới chịu khai à? Nghĩ xong còn đem đây cho bò, đem đây cho bò này nói. Đeo bó nhập tội à hả? Hả? Còn chạy trốn đi à? Mắc cái này mắc hư đấy nhá. Ở đây bác xem nào. Mắc cái này là hư đấy nha. Làm là phải nhận nha, không đem đây nhập tội cho bò nha. Ba nói thôi nhưng ba không làm gì cả, là phải tội cho bò nha. Nha. Nhớ chưa? Có nhớ chưa? Bác ta còn nhớ nhỉ? Nhớ có ý đâu. Nhớ nha. Sao là không được như thế nha. Rồi nghịch là ra nhận nhập lỗi với bố là bố có trách chứ đổ ăn cho bò không được nữa nha. Để bắt đầu rồi. Chơi bò ạ. Mắt chín đi. Hai đứa ngồi chơi đi nha. Để bố đi rồi, bố đi dọn dẹp nha. Tí ba bắt đầu bà chơi với con. Rồi bắt chơi với bố đi. Ba đi dọn dẹp trong bếp nha. Nha. Thank you.
ghê trời. Má ơi, làm gì đây? Má ơi, con làm gì mà hét ghê thế? Hả? À, hai đứa nhìn cái gì mà hét ghê thế? Nó mà xe đạp. Hả? À, con làm gì mà con hét ghê thế? Má xe đạp. Sao mày hét ghê thế? Đi vào đây. Đi vào đây. Mắt chạy đâu đây? À, gì đây? Sao còn hét lên? Ôi trời ơi. Gì đây? Sao ướt thế đẹp này? Ôi trời ơi. Mùi hôi này. Anh bác ơi. Sao ướt này? Ôi. Ôi trời ơi, sao khái này? Bác đi vệ sinh ở đây à? Hả? À? Bò à? Ôi trời ơi. Sao bò đi ở đây? Bò ơi. Ôi, để xem nào. Ôi. Hả? Sao con này đi vệ sinh bên kia đúng không? Con đi vệ sinh vô đẹp cô mắt à? Hả? Hả? Trời ơi. Đi vệ sinh khá hết cả đẹp, ướt hết cả đẹp rồi. Em mắc hét lên đây này, mắc giận lên này. Để tự cái gì đây hét ầm ĩ lên nhà này là bò đi vệ sinh ra đây mà. Trời ơi, bò này chán thật đấy. Xuống đây, từ thôi nhé. Rồi đến ba đi, để ba đi giặt đi nhé. Bò là sao là không lên làm là không đi vệ sinh nữa nhá. Bò là sao đừng như thế nhá. Không được như thế các bạn nhá. Bác đi đâu đây? Bác đi đâu đây? À, con vẫn giận bò à? Trời ơi, bò bảo là bò vô tình bò bùn cũng rồi bò. Con nằm bò mơ vệ sinh nhá. Thôi, thôi nhé, thôi bác đừng giận bò nhé. Đi đây, nhé. Thôi nhé, thôi bác đừng giận bò nhé. Bò xin được mắt đi. Lần sau là không được đi vệ sinh đấy nhé. Yeah. Hai chị em là không giận nhau nhé. Yeah. Ừ. Được. Đấy đây nè. Bác cứ chơi bò nha, không giận bò đấy nha. Cứ chơi bò nha. Ừ. Chơi bò đi. Rồi hai đứa không giận nữa nha. Rồi anh giặt bò nha. Bác chơi đi. Bác chơi đi nha.
anh cứ ngồi chơi nhá. Hai hai nó chơi đi nha. Đâu ơi bò à, sao mày chạy đường này à? Chắc à muốn nằm ở đây à? À bò thôi, sao bò lại chạy lên giường nằm ở đây? Sao hai đứa lại chạy lên giường này à? Bố tao được bố đang ngủ kia chạy giường rồi. Đây bác xem nào. Tao bố chạy lên đây. Thế hai đứa đang chơi mà. Chuyện gì hai hai đứa chuyện gì đây? Nó chạy hết đi lên giường này. Hả? Bố nó bác xem nào. À. Mắc với con không được con ngủ à. Không buồn ngủ mà. Bấy à, bác muốn chơi à? Ơi cho bò đi ngủ nhé, nhé. Bắt cho bò đi ngủ nhé. Ừ, bò đợi để chơi nhé. Rồi để ba chơi với con nhé. Nhé. Giờ bò đang buồn ngủ rồi cứ quấy bò. Nha, bắt cái kia chơi đi. Rồi con nằm ngủ đi nha. Rồi con nằm ngủ đi. Đây đây. Đó. Để vào. Nha. Đây 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 đây. Nha, con ngủ đi. Bò nhé. Bò này. Màu đúng.
làm nó đi.